How do you feel about the people and the view, the sightseeing in Sapa? Sapa 오시면은 시내도 좋지만은 여기 타밤마을에서 이렇게 트레킹도 하고 홈스테이 하는 것도 그리고 사파도 되게 풍경이 너무 예쁘고 꼭 한국인들이 오기를 추천합니다. 사파는 thời tiết rất là thuận lợi. Bên kia có thể nắng nhưng mà sang bên này là sương xuống thấp. Anh tài xế có giải thích là kiểu Sapa thời tiết nó kỳ cục như thế mọi người. Ai muốn trải nghiệm cảm giác một ngày mấy mùa thì đến Sapa nhé. Mình thì đã nhanh tay đặt trước một cái homestay là cái Sunny Homestay này ở trên Booking rồi. Và ôi bây giờ thì thấy hơi sốc một tí là cái con dốc này nó cao quá. Không biết là đi lên mọi thứ như thế nào thì chúng mình cùng đi lên để xem thử nhá. Wow, ở đây đã có ngay một cái gương. Mình rất là thích khách sạn nào mà có nhiều gương luôn. Ui, ở đây cũng có một cái gương nữa luôn. Rất là tiện, kiểu như chị em nào đi nhá, xong rồi make up hay là thay quần áo vô cùng tiện luôn. Và mọi người có thể thấy là cái căn phòng này nó rất là đậm chất dân tộc miền núi luôn ý. Kiểu như nhá, đây, tất cả những cái trần nhà này và cả sàn nhà nữa đều được lát gỗ. Xong rồi họa tiết của những cái ga trải giường này nó kiểu đậm chất dân tộc ý. Cái màu sắc rất là Á Đông, rất là miền núi Tây Bắc luôn. Mọi người có biết là ở đây có một điểm gì khác so với các khách sạn mà mọi người thường thấy không? Đấy chính là nó không có điều hòa, đúng rồi đấy. Các khách sạn ở Sapa cũng như là ở Đà Lạt ý, thì thường họ ý sẽ không trang bị điều hòa đâu. Bởi vì là khí hậu ở những cái vùng này nó khá là mát mẻ rồi. Kể cả là mùa hè thì nhiệt độ nó sẽ cũng không quá cao đâu. Vậy nên chúng ta cũng không cần thiết tới điều hòa lắm. Ui, ui mọi người ơi, cái view này rất là tuyệt luôn ý. Nhìn này, mặc dù là nó sẽ hơi bị nhiều mái nhà một chút nhưng mà nhìn ra phía xa chúng ta vẫn có thể thấy được cả núi nữa. À đúng rồi, một điều mình rất là quan tâm khi mà đi du lịch đấy chính là nhà vệ sinh. Vậy cùng xem là với cái giá tiền 1 triệu một đêm cho cả hai căn phòng như thế này thì mình sẽ có nhà vệ sinh như thế nào nhá. Đây nhà vệ sinh đây mọi người ạ. Mình thấy là các khách sạn với homestay ở Sapa ấy rất là hay chú trọng vào cái bồn tắm này. Kiểu như là họ ý sẽ dùng để tắm nước lá dao ấy. Một cái rất là đặc trưng ở Sapa luôn. Mọi người đến Sapa thì nhớ thử tắm cái loại lá thuốc này nhá. Bây giờ đã là gần 7 giờ tối rồi và chúng mình sẽ tìm một quán để đi ăn. Và ở Sapa thì khá là nổi tiếng món gọi là thắng cố ấy. Với cái thời tiết se se lạnh như thế này thì ăn một nồi lẩu thắng cố chắc chắn sẽ rất là ngon đấy. Ở về thắng cố thì ở Sapa có rất là nhiều nhà hàng bán luôn ý. Mình sẽ thử vào hàng này nhá. Thắng cố là món ăn truyền thống của người Hơ Mông. Thắng cố chuẩn phải được nấu hoàn toàn từ thịt ngựa. Tất tần tật các bộ phận của con ngựa gần như sẽ được đưa vào một nồi thắng cố. Thịt rất là mềm luôn ý. Cái phần mỡ, cái phần bì của nó ý cũng mềm nhưng mà không hề bị ngấy. Nước lẩu nóng, cay nhẹ và có chút vị béo ngậy từ các loại thịt sẽ khiến bạn ấm cả người. Buổi tối ở Sapa se lạnh mà là một nồi lẩu thắng cố thì còn gì bằng. Ngày thứ hai ở Sapa, chúng mình chọn đi xa trung tâm thị trấn khoảng 12 km để đến bản Tà Văn, nơi mà bạn có thể ngắm nhiều hơn vẻ đẹp thiên nhiên Sapa. Dù chỉ cách trung tâm 12 cây thôi nhưng khung cảnh ở đây đã khác biệt hoàn toàn rồi. Gần như là không có những nhà hàng, xe cộ nườm nượp và đặc biệt là người dân tộc ở đây nhiều hơn cả. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để tiếp xúc và tìm hiểu văn hóa của người dân bản địa đấy. Ngay khi tới bản, bạn sẽ được chào đón bởi những hướng dẫn viên người dân tộc mà theo mình hỏi được thì các chị là người Mông, Mông Hoa.
các chị sẽ chủ động dẫn khách du lịch đi tham quan đó đây. Nhà chị Lăng Hồng Đanh là chị là cái nhà mà mình vừa đi qua ấy. Vâng. Ơ thế mình ở đây mình làm gì là chính hả chị? Mình làm ruộng đúng không ạ? Chủ yếu là làm ruộng ở Trùng Môn thôi. Vâng. Và hôm ấy bọn mình được dẫn vào rừng trúc. Nó khá là khó đi. Đây là Hanh, người bạn Hàn Quốc. Hai chị đã 27 tuổi rồi nhưng mà trẻ vô cùng. Bao lâu rồi chị? 2 tiếng cả đi. Ui, cả về. Nếu anh tụi em thích đi sen gầm thì đi đây. Khoảng 30 vâng. phút thôi vâng. Okay. Ui, 30 phút đi bộ ấy ạ? À? Trên đường đi sẽ băng qua những ruộng bậc thang. Cảnh nhìn từ trên cao tuy có đẹp, nhưng vì là ruộng nên là đường khá lầy lội. Để vào được rừng trúc thì phải trekking một đoạn, cũng khá mệt. Nhưng không khí mát mẻ và trong lành khiến mình cảm thấy vô cùng sảng khoái. Có hai rừng trúc, một rừng ở trên cao sẽ to hơn, nhưng vì không đủ sức nên chúng mình chỉ đi ở rừng bên dưới thôi. Nó bé nhưng mà cũng rất đẹp. Mà đi trong đây cũng khá khó khăn vì thân cây trúc sần giáp, khi bám vào không cẩn thận sẽ dễ bị rằm đâm vào tay đấy. Like that, no scandal for the hair, for the you hang. Yeah. How you cut for the you hang? Yeah. You hang like that. Get to me. No problem. Okay, okay. Yes. Mọi người ơi, và đây chính là hai người bạn Hàn Quốc mà chúng mình đã vô tình gặp. Gọi là bạn thôi nhưng mà thực chất là hai chị đã 27 tuổi rồi đấy. Nhưng mà nhìn trẻ và người Hàn Quốc trẻ kinh khủng luôn ý. Và bây giờ chúng mình sẽ hỏi tên của hai chị ý và xem là hai chị cảm nhận như thế nào về con người cũng như là vẻ đẹp của Việt Nam cũng như Sapa nhá. Hello. Where are you from? Korea. 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 So what's your name? My name is Nayoung Lee. Nayoung Lee. Yes. Call me Lee. Lee. Okay. What about song. Min song. Song. Yes. Yes. Song. Min Song. Okay. 한국 베트남에 비교 그러니까 한국을 비교해서 베트남 어떤지. 말 못하겠어. 네가 해. 아, 네도 해래. 안 해. 한국이랑 비교해서 베트남은 음식이 일단 너무 맛있고 쌀국수랑 아 그리고 좀 비슷해. 약간 해장하기도 되게 좋고 튀긴 것도 되게 맛있고. 그리고 사파도 되게 풍경이 너무 예쁘고 꼭 한국인들이 오기를 추천합니다. 그리고 하노이 맥주가 너무 맛있어. 하노이 비어, 하노이 비어. 쿨. 그 사파 오시면은 시내도 좋지만은 여기 타밤 마을에서 이렇게 트레킹도 하고 홈스테이 하는 것도 굉장히 맞아. 추천드립니다. 자연 좋아하는 사람들한테 강추. Okay, that's all. Yeah. Yeah. Thank you so much. We love Vietnam. Thank you. Thank you. Hành trình của mình vẫn chưa kết thúc đâu. Các bạn hãy chờ đón video phần 2 của chuyến đi Sapa này ở video tiếp theo nhé. Đây mới chỉ là phần 1 thôi. Hẹn gặp lại các bạn. Bạn ơi, cho mình một cốc dừa cà phê. Đây là một trong những cái món đặc trưng của cộng cà phê.